ngày 16 tháng 12, Thánh Adelaide. Thánh nữ Adelaide sinh năm 931, lên 16 tuổi, vị công chúa của nước Burgundia này đã kết hôn với hoàng đế Lothar. 3 năm sau, Lothar qua đời. Vị đại thần bị cho là đã đầu độc hoàng đế, đã cố ép Adelaide lấy con trai của ông ta. Nhưng Adelaide nhất quyết từ chối. Tức giận, quan đại thần đã xử với Adelaide rất độc ác. Thậm chí, ông đã nhốt giam ngài trong một lâu đài trên hồ. Adelaide lại được tự do khi vua Otto cả của nước Đức đánh bại nhà cầm quyền nước Burgundia. Dù nhỏ hơn mình 20 tuổi, nhưng Otto vẫn lấy Adelaide đáng yêu làm vợ vào ngày lễ Giáng sinh. Khi Otto đem bà tân hoàng hậu này về quê nhà, cả dân Đức đã cảm thấy mến yêu Adelaide ngay tức khắc. Adelaide duyên dáng, dịu dàng, cũng như rất đổi xinh đẹp. Thiên Chúa đã ban cho đôi vợ chồng vương giả này 5 người con. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt 22 năm. Khi Otto băng hà, con trai lớn của ông lên nắm quyền trị nước. Người con này là Otto II, có ý tốt nhưng lại hành động quá nóng vội và chẳng suy nghĩ gì. Ông đã nghe theo lời khuyên của vợ mà chống lại thân mẫu của mình. Và Adelaide đã bị ép phải rời bỏ lâu đài. Nhưng thánh nữ Adelaide đã chẳng phải đi lâu vì Otto nhận thấy mình đã được mẹ khuyên bảo nhiều điều bổ ích. Chính đan viện trưởng, đan viện Cluny, thánh Mezzolo đã giúp cho hai mẹ con làm hòa với nhau. Adelaide gặp lại con mình ở Ý và nhà vua đã xin mẹ tha thứ cho mình. Tới lượt Adelaide, ngài đã cầu nguyện cho người con và đã dâng nhiều tiền của xin lễ tại đền thánh Martino thành Tua. Lúc về già, thánh nữ Adelaide được mời cai trị đất nước vì cháu nội của ngài còn quá nhỏ. Adelaide đã thiết lập nhiều tu viện, đan viện, và thánh nữ là tấm gương sáng về đức tin cho người dân Slava. Suốt cuộc đời, thánh nữ Adelaide đã noi theo lời khuyên của những người thánh thiện. Thánh nữ luôn sẵn lòng tha thứ cho những người làm ngài đau khổ. Thánh Ado thành Cluny đã gọi Adelaide là sự kỳ diệu về vẻ đẹp và ân sủng. Adelaide về trời ngày 16 tháng 12 năm 999. Thánh nữ Adelaide xinh đẹp nhưng không phải chỉ đẹp về thể xác. Thánh nữ là người xinh đẹp vì là một Kitô hữu đạo hạnh và đã sống thật tốt những chuẩn mực Kitô giáo. Nhưng thánh nữ Adelaide, chúng ta cũng hãy cố gắng trở nên những Kitô hữu sống đúng với những giá trị của mình. Tin mừng nếp.